Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 3. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tháo dỡ 6 bungalow xây dựng trong khu bảo tồn biển Phú Quốc. Nhà máy đường đưa đội vệ sinh đến từng nhà dân dọn dẹp bụi tro. Công an truy tìm đôi nam nữ chạy xe máy làm xiếc trên đèo Hải Vân. Đức tuyên bố sẽ bắt ông Putin, Nga nói gì? Tìm thấy ống chứa chất phóng xạ sau 10 ngày mất tích tại Thái Lan. Trận đấu có tới 42 phút bù giờ, 6 trọng tài bị đình chỉ để điều tra. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 20 tháng 3. Những ngày qua, nhiều hội nhóm cá nhân trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt với những hình ảnh gắn ghép tiếp viên hàng không để câu view, câu like bình luận về vụ việc nghi xách tay hơn 11kg ma túy thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam. Một trong những nạn nhân là chị Dương Thu Thảo, tiếp viên Vietnam Airlines, không khỏi bức xúc khi nhiều trang mạng xã hội có đường link như một tờ báo, giật tích như là profile nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Vietnam Airlines hay hình ảnh bị gắn ghép xót thương em khi tuổi đời còn quá trẻ để nói về vụ việc lùm xùm 4 tiếp viên bị bắt nghi ngờ xách ma túy. Những hình ảnh của Dương Thu Thảo trên máy bay hay cuộc sống ngoài đời cũng bị xới tung lên mạng xã hội, cố ý gắn ghép vào một sự việc không liên quan, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như mối quan hệ của nữ tiếp viên này. Theo Thu Thảo, đây là chuyện không thể chấp nhận được khi hình ảnh uy tín bất ngờ bị xuyên tạc cố tình trong thời điểm nhạy cảm như vậy. Không riêng Thu Thảo mà nhiều tiếp viên khác, thậm chí nhân viên đã nghỉ việc cũng vạ lây khi bị cắt ghép hình ảnh, bị quy chụp đây là một trong những người xách ma túy thuốc lắc. Chị Nguyễn Bảo Châu, 26 tuổi ở Hà Nội, cựu nhân viên của công ty dịch vụ mặt đất có màu áo xanh na ná giống của Vietnam Airlines, đã bất ngờ hình ảnh của mình lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin đi kèm hình ảnh của chị Châu đã vu vạ cho rằng chị là một trong những tiếp viên xách ma túy về Việt Nam. Các bình luận ngôn từ khiếm nhã, người thân bạn bè gọi điện hỏi thăm, Bảo Châu thấy sự việc đi quá xa, cần phải lên tiếng đính chính. Sử dụng hình ảnh của một cá nhân đưa vào một cái sự việc cụ thể, một cái thông tin tiêu cực cụ thể mà không được sự đồng ý của người đó, thì đây là trong cái trường hợp này thì là được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì việc liên quan đến nhân thân, danh dự nhân phẩm của một người thì được pháp luật, đặc biệt là hiến pháp quy định không được ai xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của cá nhân. Trường hợp tùy vào tính chất, mức độ của cái hành vi, hậu quả của cái sự việc đó, sự phạt hành chính với mức cao nhất là 20 triệu đồng. Ngoài ra, trong trường hợp mà cái việc đưa thông tin sai sự thật và những cái hình ảnh đó nghiêm trọng thì có thể bị xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 20 tháng 3, cán bộ thẩm quyền tại đoàn tiếp viên Vietnam Airlines cho biết đã nhận báo cáo về những thông tin gắn ghép, quy chụp nhân viên của hãng trên mạng xã hội. Vị cán bộ này nói thêm, bộ phận truyền thông đang rà soát, phối hợp với cơ quan chức năng về những tài khoản, mạng xã hội đăng tải những thông tin không đúng sự thật ở thời điểm hiện tại để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Ngày 20 tháng 3, Tổng cục Hải quan thông tin về việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chủ trì phối hợp với Công an Hải Phòng tiến hành khám xét, phát hiện một container 20 feet chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi. Cụ thể, lô hàng gồm 3 container, ban đầu khai báo là hạt lạc xuất phát từ Angola, được chuyển tải tại Singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển, mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác. Qua kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và kiểm tra thủ công thì phát hiện trong container chứa khoảng 7 tấn ngà voi. Đây là số lượng ngà voi lớn nhất từ trước đến nay phát hiện tại cảng Hải Phòng. Tổng cục Hải quan cho biết đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh để xử lý theo quy định. Sáng ngày 20 tháng 3, các tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang hỗ trợ công an các địa phương đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại toàn bộ 20 cơ sở kinh doanh thuộc công ty F88 trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại các cơ sở trên, công an đã thực hiện kiểm tra hành chính việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở, việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an. Việc kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt là việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất cho vay.
Qua kiểm tra, công an các địa phương lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có và biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, Kiên Giang đã tiến hành tháo dỡ 6 căn bungalow ở xã Hàm Ninh để trả lại hiện trạng ban đầu cho khu bảo tồn biển. Đây là những bungalow của ông V xây dựng trái phép trên đất bãi bồi thuộc nhóm chưa sử dụng ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng diện tích đất bị chiếm dụng trái phép trên 1.200m². Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Ninh đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với 6 bungalow này. Đến ngày 7 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng ông V vẫn không tháo dỡ. Ngoài việc đưa lực lượng phương tiện đến tháo dỡ 6 căn bungalow của ông V, thời gian tới Phú Quốc sẽ tiến hành cưỡng chế nhiều công trình vi phạm, trong đó có khu 79 căn biệt thự ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Trước đó, tại xã Hàm Ninh, 8 bungalow, cầu dẫn, lấn chiếm trên khu bảo tồn biển Phú Quốc với diện tích khoảng 524m² cũng đã bị tháo dỡ. Sáng ngày 20 tháng 3, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang khẩn trương phối hợp với Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xác minh đôi nam nữ chạy xe máy làm xiếc trên đèo Hải Vân, đoạn nối giữa Huế và Đà Nẵng. Trước đó, ngày 19 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai người không đội mũ bảo hiểm chạy xe SH khi đến đoạn cua trên đèo Hải Vân. Nam thanh niên ngồi phía sau cô gái, chồm người tới phía trước cầm hai tay lái để lái xe. Trong khi đó, chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân dành cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe. Thời điểm này, nhiều người đi đường trên đèo Hải Vân đã phải tấp xe vào lề đường. Chưa hết, nam thanh niên trong clip sau đó còn một mình chạy xe, chân phải đưa ra phía ngoài đường, chân trái gác lên vị trí đặt chân phải dành cho người ngồi sau. Hiện Công an huyện Phú Lộc đang khẩn trương xác minh và truy tìm đôi nam nữ trong clip trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Liên quan vụ tro bụi từ nhà máy đường ở Ninh Thuận gây ô nhiễm cho nhiều nhà dân, ngày 20 tháng 3, nhà máy đường Biên Hòa Phan Rang đã cử đội vệ sinh đến từng nhà để khắc phục hậu quả. 10 thành viên trong đội đã mang theo máy hút bụi công nghiệp đến hút bụi tro và dọn dẹp vệ sinh cây cối, đường xá khu phố 8, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Như Tuổi Trẻ Online phản ánh, hơn một tháng nay, người dân tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm sống bất an trước bão bụi tro từ nhà máy đường Biên Hòa, Phan Rang phát tán ra. Bụi tro bám đen kịch dưới nền nhà, cây cối và bám trên các vật dụng trong gia đình. Để đảm bảo sức khỏe, người dân phải đóng cửa, dùng vải che chắn dưới các khe cửa, thậm chí có gia đình dành ra hàng chục triệu để ngăn bụi nhưng vẫn bị ô nhiễm. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann tuyên bố nước này sẽ tuân theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và sẽ bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông đặt chân lên lãnh thổ Đức. Cũng trong ngày 19 tháng 3, khi được hỏi liệu việc Đức thừa nhận lệnh của ICC có thể dẫn đến sự rạn nứt trong quan hệ Nga-Đức hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: Nga đã và sẽ làm những gì phục vụ tốt nhất lợi ích của mình, đồng thời cũng coi bất kỳ quyết định nào của ICC là vô hiệu về mặt pháp lý. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban điều tra Liên bang Nga Alexander Bastrykin đã yêu cầu cung cấp đánh giá pháp lý về tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Đức về việc bắt giữ công dân Nga trên lãnh thổ Đức. Ngày 20 tháng 3, tờ The Sun đưa tin, một chiếc trực thăng quân sự ở Colombia đã bị mất kiểm soát và rơi từ trên trời xuống đất vào chiều ngày 19 tháng 3 theo giờ địa phương. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã xác nhận vụ tai nạn trên Twitter. Ông viết, chiếc trực thăng của quân đội đã bị rơi khi nó đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế. Tôi đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng di chuyển ngay lập tức đến khu vực này. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm khu vực chiếc máy bay rơi thông tin, chiếc máy bay đã bị cháy hoàn toàn sau khi chạm đất. Trung úy phi công Julia Garcia cũng là nữ phi công lái trực thăng đầu tiên trong quân đội quốc gia Colombia cùng 3 quân nhân khác có mặt trên chiếc trực thăng đã thiệt mạng. Ngày 19 tháng 3, nhà chức trách Thái Lan thông báo ống chứa chất phóng xạ nguy hiểm mất tích trước đó đã được tìm thấy tại một nhà máy luyện kim ở tỉnh Ratchaburi.
Ống thép dài 30cm, rộng 13cm và nặng 25kg có chứa chất phóng xạ calcium 137 đã được tìm thấy tại một nhà máy luyện kim ở tỉnh Prachinburi. Người bình thường nếu tiếp xúc với calcium 137 có thể bị bỏng nặng và phơi nhiễm phóng xạ. Hiện nhà chức trách đã cho đóng cửa nhà máy và phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn. Ngày 20 tháng 3, nhà chức trách Thái Lan sẽ tổ chức họp báo thông tin về vụ việc. Trọng tài chính cùng 5 đồng nghiệp đã bị treo còi để phục vụ điều tra do nghi có tiêu cực khi cho bù giờ tới 42 phút trận đấu giữa Palmas Flor và Blooming ở vòng 6 giải vô địch quốc gia Bolivia hôm ngày 14 tháng 3. Chung cuộc đội Palmas Flor giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Càng đáng nói hơn khi trận cầu này diễn ra dưới điều kiện trời mưa như trút nước. Sau trận, cả đội thắng lẫn đội thua đều chỉ trích các trọng tài vì khiến các cầu thủ gặp nguy hiểm về sức khỏe. Người đẹp Johnny Khan Subit Tayabon vượt qua 46 thí sinh để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thái Lan 2023 trong đêm chung kết tối 19 tháng 3. Tân Hoa hậu Thái Lan 2023 Johnny Khan Subit Tayabon năm nay 24 tuổi, có chiều cao 1m7, cân nặng 50kg. Tân Hoa hậu Thái Lan 2023 đã tốt nghiệp khoa dược tại Đại học Chiang Mai, có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Ngoài ra, Johnny Khan Subit Tayabon còn có năng khiếu làm diễn viên, múa Thái. Đặc biệt, Johnny Khan Subit Tayabon còn có khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính. Cô cũng đang tham gia điều hành một dự án phát triển tiềm năng của người khuyết tật về nhiều mặt như thính giác, thị giác hay thể chất. Tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2023, cô truyền tải thông điệp về sức mạnh nội tại. Mọi thứ đều có thể và đừng để những rào cản hạn chế khả năng của chúng ta. Hãy đến với nhau và cùng nhau thay đổi điều không thể thành có thể. Vào cuối năm 2023, Johnny Khan Subit Tayabon sẽ có mặt tại UAE để tham dự cuộc thi Miss World, tức Hoa hậu Thế giới 2023, cùng đại diện Việt Nam là Hoa hậu Mai Phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, nên từ ngày 21 tháng 3, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ có nơi trên 36 độ C. Vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 22 đến 24 tháng 3 có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Khu vực Hà Nội ngày mai 21 tháng 3 trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai 21 tháng 3 trời ít mây, nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Một cảnh báo đáng chú ý khác đó là trong 3 ngày tới, chỉ số tia cực tím ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt khu vực miền Trung và miền Nam ở mức nguy hiểm. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin phép được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, video.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả các nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!